Con đã có bạn trai chưa? Nó dạ thưa con chưa có. Thôi con làm bạn với con trai cô nha. Dạ chắc tôi bên con dâu nhiều hơn. Dạ tại làm trong hội phụ nữ cho nên là phải ưu tiên cho phụ nữ. Ưu tiên phụ nữ đúng không? Dạ. Là con á là nên là tập trung cho việc học. Cơm nước mẹ lo hết. Con không phải lo bất cứ một cái gì. Tôi tên là Đặng Kim Định, công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 1 và đã nghỉ hưu. Ở nhà có làm kinh tế thêm về in ấn. Dạ. Dạ em chào MC Quyền Linh, chào MC Lê Lộc và tất cả các khán giả đang xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ em tên là Trần Hồng Vân, hiện nay là 27 tuổi và đã làm dâu của mẹ là được 6 tháng ạ. Mới có 6 tháng Mới có 6 tháng. Mới mẻ quá. Mới mẻ đi tham gia chương trình. Dạ. Để học hỏi kinh nghiệm làm dâu đúng không? Dạ. Cái lần đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai đó thì cô cảm nhận thế nào về người phụ nữ này? Phải nói rằng là không biết là trời ban cho hay như thế nào á, mà tôi và con dâu tôi có một cái cuộc hội ngộ rất là lạ. Tức là thường á thì con trai mình sẽ tìm con dâu. Dạ. Nhưng mà tôi với lại con dâu tôi là không biết nhau, nhưng mà đi dự cái đại hội phụ nữ của phường đó thì hai cái hàng ghế thì cũng thấy vắng vẻ, thì thấy cái cô nào ngồi đằng sau á, mình ngồi đằng trước. Thế là hơi để đọc tên á thì tôi mới đi xuống ngồi dưới, thì hai người mới nói chuyện. Con cũng là ủy viên ban chấp hành hả? Nó dạ. Thì tôi cái suy nghĩ đầu tiên tôi nói ủa còn trẻ quá mà sao lại làm tham gia ở địa phương. Thì tôi nói ủa sao con lại tham gia ở đây, con không đi làm. Nó dạ con đang đi học để con lấy xong cái bằng thạc sĩ. Thì, ủa mà con đã có bạn trai chưa? Nó dạ thưa con chưa có. Dạ tôi cũng nói à thôi con làm bạn với con trai cô nha. Tôi cũng không có cái ý nghĩ rằng là không biết là có duyên hay không để con mình được đến với cái cô này. Nhưng mà khi mà tôi xin số điện thoại để cho con trai tôi nói chuyện được vài lần thì hai bạn đã quen nhau và đi đến cái chuyện hôn nhân. Dạ. Dạ. Từ cái ngày mà xin số điện thoại. Dạ. Từ cái ngày đến hôn nhân là bao lâu cô? À, tôi nhớ là hồi mà đại hội là tháng 3. Rồi đến tháng 3 về cái là đến tháng 4 tôi cho liền số điện thoại luôn. Dạ. Thì quen rồi đến được đến tháng 7 thì đám cưới. Cũng nhanh đó nha. Dạ nhanh lắm. Từ tháng 3 tháng 7 cũng nhanh đó. Dạ nhanh lắm. Dạ. Cái ấn tượng của chị với mẹ chồng, cái lần đầu tiên gặp với cái lần đầu tiên về nhà chồng. Cái lần đầu tiên gặp á thì đại hội á thì cái mới gặp được mẹ. Thì lúc đó là chỉ biết mẹ là một cái cán bộ ở trong hội phụ nữ thì rất là nhiệt huyết, rất là hoạt động đã lâu năm rồi. Còn mình thì chỉ mới chập chững bước vào thôi. Nói chuyện rồi chia sẻ học hỏi kinh nghiệm. Thì lúc đó là thấy mẹ là người vui vẻ nè, cởi mở, nói chuyện rất là quan tâm đến những người xung quanh. Thì mình cũng thấy rất là thích, rất là dễ chịu. Rồi đặc biệt có cái ấn tượng khi mà gặp mẹ là cái hôm đại hội đó thì có cái nghỉ giữa buổi á, thì mọi người được nghỉ để ăn một cái bữa tiệc bánh nhẹ. Còn trong ban chấp hành thì phải đi họp, là trong đó có em với lại mẹ là phải đi họp. Lúc mà họp xong á, cái tự nhiên cái không biết ở đâu ra mà mẹ đem ra cho mình cái bánh nhỏ nhỏ. Cái mẹ mới nói là con đói bụng chưa, con ăn đi. Nói cái từ đó cái mình thấy sao cô quan tâm em quá, cái em thích. Đó ấn tượng ngay từ lúc đó. Sau này thì khi mà được quen với lại con của mẹ, gặp mẹ ở nhà nhiều hơn thì em mới thấy có những cái mà em cảm thấy càng khâm phục ở mẹ hơn nữa. Tại vì em biết là mẹ rất là bận rộn trong công việc, nhưng mà khi mà đến nhà mẹ thì thấy mẹ vẫn chu toàn tất cả những mọi việc trong gia đình rất là hay, rất là khéo léo. Và em cảm thấy cái đó là em cần phải học hỏi rất là nhiều. Mới những ngày đầu về nó có khó khăn gì không chị? Thì lúc đầu thì cũng rất là lo sợ. Tại vì cũng nghĩ là giống như từ nhỏ tới lớn là ở nhà với ba má thôi, mà cũng được ba má thương, cũng cưng chiều này kia nữa. Cái lúc mà đi qua bên nhà chồng thì ba mẹ cũng dặn dò rất là nhiều, thì mình cũng trong lòng mình cũng hồi hộp lắm. Nhưng mà khi mà về nhà thì cái thấy gia đình ở bên ba mẹ bên nhà chồng thì rất là
tâm lý, rất là yêu thương, mà giống như là mình nhiều khi mình cảm giác giống như là coi mình là con gái luôn vậy á. Nhỏ nhặt gì ba mẹ cũng quan tâm hết. Chẳng hạn như là mỗi sáng mà thức dậy cái là xuống nhà cái là mẹ hỏi hôm nay ngủ được không con. Mẹ mà đi chợ hay đi gì về cái là mẹ thường hay mua những cái đồ ăn vặt rồi nói con ăn đi nè, mẹ mua cho con nè. Mình thấy vui lắm. Hợp nhau về chuyện gì hả cô? Cũng có cái không hợp nữa. Dạ. Dạ khi về thì con dâu á là thích ăn ngọt. Ăn gì thì cũng hình như quen bên mẹ là ăn đường. Tức là nấu chè, chè thì không nói gì, nhưng mà ví dụ như kho thịt á là con dâu là thích ăn ăn ngọt. Tức là người Nam mình thì hình như là cái gì cũng bỏ đường hết á. Tôi thì người Bắc, ông xã tôi người Trung. Dạ. Thì khó ăn là... dữ rồi nha. Không, nhưng mà ông xã tôi dễ ăn lắm. Ăn gì cũng được à. Cái nào á mà chồng tôi thích ăn mà tôi không ăn được tôi cũng nấu nữa. Dạ. Tôi nấu cho chồng tôi ăn. Ví dụ như người Trung người ta thích ăn là canh sơ mít á, với nấu với tôm. Ôi ăn cái đó cũng ngon á. Với lại lá lốt thì tôi cũng tập tôi nấu cho chồng tôi ăn. Con dâu về thì cũng điều tiết bằng cách đó là thôi bây giờ nếu mà mẹ sẽ cho một tí xíu đường thôi, con ăn từ từ cho nó quen thôi. Mẹ con thì cũng có những cái hợp nhau là có cái gì cần thì trao đổi với con. Ừ, con ơi, hôm nay con có thích ăn cái gì? Con dâu tôi cũng một cái may mắn là về cái là được 2 tháng sau là có bầu liền. Dạ, dạ, thì cháu hiện nay là có thai cũng được 3 tháng mấy. Chúc mừng. Dạ. Và cái điều mà chúng tôi đó biết là con dâu đó là được cưng chiều. Nhưng mà khi mà về nhà bố mẹ chồng thì cũng phải làm những cái việc của một người con dâu. Nhưng tôi cũng biết là điều đó. Nhưng mà hiện nay là con dâu thì lại rơi vô tình trạng là đang phải học để lấy bằng thạc sĩ trong tháng 12 này. Do đó mà tất tần tật thì mọi việc tôi cũng có trao đổi với con dâu là thôi, tất cả cái việc nào chính và việc nào phụ. Việc chính bây giờ đó là con là nên là tập trung cho việc học. Cơm nước mẹ lo hết, con không phải lo bất cứ một cái gì. Rồi cháu lại rơi vô cái chuyện là ngán nữa, thế là phải lo cho con. Dạ. Thì cứ lẫn quẩn lo cho nó. Thì cũng sướng ha, khi vừa mới về làm dâu là có bầu chồng, có bầu cái mày chồng ưu tiên luôn hết luôn. Thì có bằng thạc sĩ nữa. Đây là những cái niềm vui nhân đôi mà gia đình đã nhận được trong năm. Cảm ơn. Chúc mừng lên cái gì đó nha. Dạ. Khi mà tôi nhận được cái chương trình lên đây thì tôi cũng vừa mừng mà vừa nói rằng là hai mẹ con mình thì mới quá, mới có 6 tháng à, mà để mà tìm hiểu để biết những cái gì nhiều khi cần điều tiết lại thì nó cũng chưa có gọi là nhiều. Nhưng mà nếu mà có cái gì thì con cũng nên trao đổi. Nhiều khi nếu mà nói là không buồn thì cũng có những cũng có buồn chứ, nhưng mà cái buồn đó thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không có đáng kể. Ví dụ như khi mà con dâu mà mới về làm dâu á thì con trai rất là cưng con dâu, cưng vợ. Xong rồi cái nói mẹ mẹ hỏi gì con, mẹ mai mốt mẹ mua xà bông mà rửa chén á, mẹ mua cái loại xịn đó, cái loại 10 mấy ngàn á, đừng mua loại 6 mấy ngàn không có tốt đâu, để cho vợ. Có rửa chén thì sợ. Dạ dạ không, tại em đang có thai á chị, cho nên là sợ sợ ảnh hưởng. Ủa trời ơi, hồi nào giờ mình rửa chén rồi, dạ mình lo cho nó mà sao mà nó không có nghĩ là thôi mai mốt mẹ đừng ảnh hưởng sức khỏe của mẹ. Mà giờ cái vậy, nhưng mà ngược lại đó, tôi lại mừng trong bụng là con mình nó đã trưởng thành, tức là nó đã lo được cho vợ nó thì mình mừng. Qua đây cho thấy rằng là ba mẹ nuôi con cho đến trưởng thành á, hình như chưa bao giờ con lo cho mẹ, tới trưởng thành rồi cái nó lo cho vợ không à. Còn cô dâu mới thấy mẹ là người thế nào mà mong muốn những cái gì cũng có thể trao đổi trong ngày hôm nay luôn. Khi mà về làm dâu của ba mẹ thì lúc đầu là em cũng lo, tại vì ở nhà là mẹ là người Bắc rồi ba là người Trung mà em lại là người Nam nữa, lo dữ lắm. Nhưng mà khi về thì thấy gia đình rất là hòa thuận, rất là vui vẻ, yêu thương nhau. Em cũng cảm thấy giống như mình trở thành một thành viên trong gia đình. Mà mẹ thì cũng rất là tâm lý và cũng có nhiều cái mà để cho em học hỏi.
chẳng hạn như là cái cách mà mẹ quan tâm chăm sóc ba chu đáo, rồi từng cái món ăn mà ba thích này kia mẹ đều là làm theo ý ba hết. Ba chỉ cần nói bữa trước ba nói là tự nhiên sao nhớ món đó, cái là bữa sau là mẹ có làm liền luôn. Với lại nhà em không ăn bột ngọt, nhưng mà những ngày đầu về thì mẹ rất là tâm lý. Bữa ăn sáng cái là mẹ để một cái tô, rồi mẹ nói cái này tô này là mẹ làm riêng cho con, là mẹ không có bỏ bột ngọt mà còn có chút đường nữa. Thì em cảm thấy là thương mẹ lắm. Quá tâm lý luôn á. Ăn từ từ cho quen, mà bây giờ riết thì giờ em cũng quen rồi, ăn theo khẩu vị của mẹ rất là ngon. Cô ơi, sắp tới đây nè, nhà mình có em bé nữa, cô có cái hướng nó trước mắt nó như thế nào chưa cô? Tới thời điểm này thì đang tập trung cho con dâu là về sức khỏe, tức là chế độ bồi dưỡng ăn uống. Đến cái tháng thứ 5, thứ 6 là cũng phải vận động, tức là thi xong rồi là cũng phải tập cho con dâu nấu nướng đi tới đi lui. Thì đó là con ra đó, là nhiều khi bà nội để tao nuôi tao lo cho, cái mình lo cái con dâu nó phải lo cách khác. Đúng rồi. Luôn luôn cái chuyện này có thể xảy ra những cái mâu thuẫn, nên nếu mình tính trước được rất là hay. Dạ. Cái này thì em cũng có cái yên tâm là tại vì bởi vì mẹ em là làm ở bên hội phụ nữ cho nên là cái tư tưởng của mẹ em rất là tiến bộ. Những cái mà thông tin cập nhật mới nhất về sức khỏe hay là về ăn uống này kia là mẹ cập nhật rất là tốt. Rồi con dâu về 6 tháng nay rồi, chắc chắn là cũng có những cái sự tranh cãi giữa vợ chồng với nhau. Rồi có khi nào cãi trước mặt mẹ hay không, rồi mẹ có khó chịu gì hay không? Mẹ bên con trai hay là mẹ bên con dâu? Dạ chắc tôi bên con dâu nhiều hơn. Tại làm trong hội phụ nữ cho nên là phải ưu tiên cho phụ nữ. Ưu tiên phụ nữ đúng không? Dạ. Hai bạn thì lấy nhau về mới nhưng mà cũng có những cái mà không hợp nhau một chút xíu. Ví dụ như ông chồng đi về nóng tính, rồi công chuyện ở cơ quan rồi cái về cái vợ hỏi gì cái bắt đầu cọc cằn lên. Cái rồi bắt đầu giận nhau cái qua mất mẹ. Thì mẹ đứng trung gian hòa giải, mẹ nói rằng là thôi con tâm lý chồng về mệt con đừng hỏi. Để nó khỏe là hỏi, còn chồng cũng vậy nữa. Con phải biết phụ nữ mang thai là nhiều khi trong người bức rứt, bức rứt lắm. Cho nên là phải thông cảm. Dạ. Dạ. Có gì đổ thừa tại bà Mai ngồi đây luôn mà. Đúng không? Bà Mai. Vừa mẹ mà vừa Mai luôn nữa. Dạ. Có khi nào con trai nó đổ thừa nữa, mẹ đưa dâu về cằn nhằn có hoài không? Tôi không biết các gia đình mà có con dâu như thế nào, nhưng đối với tôi á, rồi tôi xem con dâu tôi như là một người bạn. Để có gì á, thì con dâu với mẹ là chia sẻ với nhau. Có cái gì tâm tình cởi mở, mẹ ơi con không hiểu cái này, hoặc là mẹ ơi con có những cái đó như vậy vậy, thì mẹ sẽ giải thích cho con. Thì hai mẹ con nhiều khi không hiểu thì tôi cũng dạy cho con dâu. Rồi con dâu thấy cái đó mẹ ơi cái đó là không đúng thì tôi cũng lắng nghe nữa. Lắng nghe và thấu hiểu. Sắp sửa thì cái mong muốn điều gì em có thể nói với mẹ? Thông qua chương trình thì con cũng muốn gửi lời cảm ơn tới mẹ. Vì ngay từ những ngày đầu khi mà con về làm dâu cho tới bây giờ thì mẹ đã luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc và rất là tâm lý với con. Mẹ cảm ơn con. Con muốn nói gì với con dâu? Dạ. Sau này sinh con thì để mẹ giữ hay là con giữ? Khi mà con sanh rồi thì con cũng phải có việc làm. Dạ. Cái mặc dù mới có 6 tháng nhưng mà cũng còn dai dai. Cho nên là trong cái sinh hoạt mẹ con với nhau, cái gì mà con không hiểu hoặc là cái gì mà sắp tới lại có một thành viên mới đó thì nó sẽ phát sinh ra nhiều mâu thuẫn nữa. Ví dụ như cách pha sữa hay là cách cho con ăn bột hay gì đó sẽ nhiều lắm. Cho nên lúc đó hai mẹ con mình sẽ có những cái là điều tiết với nhau, rồi sẽ cùng nhau để mà dựa trên cái hướng dẫn khoa học để mà thực hiện. Hay quá. Nay cô nói hay quá, một bà mẹ chồng với một con dâu rất hợp với nhau. Chúc cho gia đình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Đẹp lắm. Chúng tôi luôn luôn mong muốn những hình ảnh này xuất hiện trong tất cả mọi gia đình với nhau. Giữa mẹ chồng, nàng dâu, có chuyện gì đó chúng ta chia sẻ, có chuyện gì đó chúng ta ôm chặt với nhau. Một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.